Khôi. Khôi thì làm gì đủ can đảm. Hôm nay đủ can đảm để chơi PK với em cơ. Sao vậy? Anh đang làm gì đấy? Đang ngồi không thôi. Bây giờ như này nhá. Anh có iPhone 14 sắp ra rồi. Hay là một là anh tặng em, hai là em tặng anh, thế thôi. Mọi người ơi, bị lag không nghe thấy gì hết á. Thôi anh im mồm đi. Có tiền làm gì được có cái gì Này. à? Em cái gì á? Vì em thường đáng đâu mà biết. Không có Mẹ biết. đầy tiền. Chơi không? Một là em Không tặng có tiền. anh, hai là anh tặng em, có thế thôi. Chắc chắn là ta không có tiền rồi. Anh thiếu gì tiền, anh cứ nói mồm điêu. Làm gì được đi Singapore đâu mà biết. Ai đi Singapore? Tao đi. Anh đi Singapore á? Đưa tiền mua hộ cho. Sợ ma thế. Đi Singapore 20 triệu một cái à? Được cái đấy. Em làm ba cái. Em mua ba cái. Chúc đạt một buổi tối vui vẻ nhá. Nhưng mà tay anh đang cầm cái gì đấy? Wi-Fi. Ui giời, tưởng cái gì. Anh chơi PK với em không? Không, chơi cũng thua, chấp nhiều nhiều thì chơi. Anh thích em chơi bao nhiêu? Chấp 100.000. Nghỉ mẹ đi. 50.000. 100.000. Không. 20.000. À mà bên anh tận 7.000 view. Bên Không em có có, không 11.000. có view. Bị tụt á. Bị 7.000 ảo. view em nhìn thấy rồi. Em Chấp chấp anh 50.000. 10.000. 20.000. Thảo thua mua cho thằng kia một cái iPhone 14 Pro Max 1T. Nha. Đi về trước nha, bye bye. Anh mà về Có thử xem, anh về thử xem. Anh về thử xem. Mua tặng đi. Ui giời ơi, anh ở bên Singapore anh mua thì còn là mua được, em ở Việt Nam em mua làm sao được. ở bên Singapore Thì anh bảo anh đi Singapore làm gì, mồm vừa bảo đi Singapore xong có mua không ta mua cho, đúng không? Anh cãi đi. tao chỉ biết là có đứa bảo tao là đi Singapore thôi, còn tao không có biết. Là tao đi hay không đi thì tao không biết. Ô thế à? À tắt app đi. Ok thì tắt cái app đi, nhìn trắng sợ ma quá. Nhìn nó kiểu không bị không quen đi. Không phải bảo tao tắt app đi đó. Để tao tắt app cho. À, Nhấp tay mọi người. nhưng mà cái vấn đề nhá là bao giờ anh đi Singapore? Khi nào người ta rủ tao đi thì tao đi thôi. Tao chỉ thuận theo người ta thôi. À thế à? Thì nhớ mua iPhone 13 tặng em đấy. À 14, quên. Thì khi 13 cái em người có rủ hai tao cái. đi, có rủ tao đi thì người ta sẽ tự trả tiền thôi. À thế à? Không, nhưng mà anh mà thua em là anh phải mua. Anh phải mua tặng em, còn người ta là ai thì em không quan tâm. Em thì mua một cái thôi. Tiền đâu mua hai cái. Nhá. Đi, Ô còn đi thế về nào đấy. nữa. Này, anh ở về block luôn, từ bây giờ đừng liên lạc nữa. Anh cứ nghĩ là anh mời em PK thì được, còn em mời anh thì anh lại không chấp nhận. Tao mời mày PK bao giờ? Tao không bao giờ mời mày Này. PK. Thật không? Lúc mà ở Bangkok Có không thật phải là không? tao mời mày PK. Không cần biết ở đâu, nhưng mà từ trước giờ anh có mời em chơi PK không? Trước giờ cũng có. Thế. Nhưng mà lần ở Bangkok thì không. Không quan tâm, em không quan tâm lần nào mà cái lần là anh có mời em chơi PK. Đúng không? Lại bảo không đi. Kiểu đi mọi người. iPhone 14 ra này bao tiền nhỉ? 50. 50 triệu. Ở Singapore làm gì mà đắt thế? Bún ơi, cứu tao đi bún. Bún nào? Bún bò á? À?
Bún ơi đi ngủ đi em. Cảm ơn đạt trái tim ấy nhá. Hà. Thế cô ơi. Không, Hà nào? Cái gì? Làm gì ở Singapore mà đắt thế? Cái đứa rủ tao đi, tao không có biết, tao không đi mua, tao đi cùng thôi, tao không mua. Thế bảo mua tặng em cái. Thì mày tặng Mà tặng mày. đằng nào anh thua thì anh chẳng phải Mày tự mua cho tặng cho em mày đúng không? đó. Không, thế thì bây giờ mới mới này ấy này. Thế bây giờ bắt đầu mới anh thua thì anh mới phải mua cho em này. Mọi người nhá, nhớ quay lại cái video này nhá. Video này là gì? Nếu ai thua phải mua tặng người kia một cái iPhone 14 Pro Max 1T. Nếu mà không mua thì bóc phốt nhá mọi người. Cảm ơn Tuyên. Mọi người bấm tay cho em nhá. Cảm ơn Ngọt, cảm ơn Khánh Linh. Cảm ơn Thủy nha. Cảm ơn Nói chung Đạt. là điện thoại của em hai cái bây giờ đơ hết rồi. Thì lấy cái máy của Phong mới tặng ý mà dùng. Ô anh bị dở hơi à? Mình tặng nó đi, đi để lấy máy của nó để dùng. Thế đi ngang với bịp à? Em không quen cái kiểu mà mua tặng xong lại lấy máy của nó để dùng. Em cảm ơn chị My, cảm ơn em Huế, cảm ơn Ngọt. Không có chuyện đấy, tặng là tặng. Còn máy của mình thì đã có người khác tặng rồi lo gì? Đúng không? Đúng. Đúng. Ờ sắp thua mẹ rồi còn đâu. Cái gì Ngọc ơi? Cảm ơn anh mới trốn tu. Ok, từ từ không phải. Quả cảm ơn Gia Huy. Từ từ. Chết mất rồi. Người Việt Nam 2. Đấy nhá, em thắng rồi nhá, thắng 8.000, em thắng 8.000 rồi đấy. Về ngay. Đấy đúng không? Mình thắng 8.000, bên đây có 10.000, mình 18.000, lại còn cả trượt một con cá voi xanh nữa. Đấy là người mình là người thắng. Cái gì? Nhớ nha, nhớ đến hẹn mà đi đó, bye. Nhớ cái gì? Thế là hóa ra là mình vẫn thắng à? Chết mẹ rồi. Ôi Bởi vì anh có nhận kèo đâu, đúng không? Mọi người nhớ cắt cái khúc mà anh ấy bảo anh không nhận kèo nhé. Ơi, cái số nó khổ thì biết làm thế nào đúng không? Ơ đặt con ơi. Lấy lấy hộ anh cái kia. Thôi 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 thôi. Em bảo này. Đấy nhá. Hỏi để mua tặng nhá. Không lấy thì thôi. Thôi nói chung là anh chê thì thôi, anh chê Không thì không thôi. không không, quên quên cái lắp, điện thoại bên là cái lắp. Thôi chê rồi thì thôi thì cần nếu mà cảm giác là không lấy thì thôi nhá. Em thì nói chung là tiền thì chả có đâu, nhưng mà đạt con kiểu gì nó thấy em thua kèo thì nó chả đưa tiền cho đi mua iPhone 14 trả kèo đã con nhỉ. Nhưng mà anh không lấy. Phải ơi, anh không lấy lấy mà ai bảo không lấy, cứ đến hẹn mà đi thôi. nhưng mà em có biết ngày nào đâu. Khi nào bắt đầu đi thì ơi, chỉ cần biết vậy là được. Nhưng mà bao giờ iPhone 14 ra? Ngày mùng 8 tháng 9 ra, ngày mùng 7 tháng 9 ra mắt tại ở bên Mỹ hay gì, về Việt về để mà bán thì chắc là tầm một chừng ngày mùng 10 15 mới đi được. Singapore cơ mà. Ừ. Ra nó công bố nhưng mà phải con Nhung nhá, mày đừng có comment mất dạy đi con Nhung nhá. Đợi một tí. Trời mắt bên. Im đi. Đừng có nói như thế đi nhá.
Đợi một tí nhá. Cái gì đặt con kia tao đấm cho bây giờ. Lúc nãy anh đạt được tặng đôi dép này. Biết rồi, xem Đấy. rồi. Cái gì mà miễn là đạt hạnh phúc ấy. Đôi dép nhãn hiệu con hươu. Xe liếm béo. Màu gì đẹp mọi người Anh chọn đi mọi ơi, người. anh mua điện thoại đi, em tặng anh cái ốp. Ốp 13, 14 này. Mày biết ốp 14 Vừa cũng phải bao mà. nhiêu tiền không mà ngồi đấy. Vừa mà cùng kích thước mà. Vừa kích thước. Anh phối hợp với màu này. Tàn màu đi nhá. À chơi đi. Hả? Chơi vui đúng không? Ừ. Anh định hủy trận đấu nó thì nào? Cái thằng nào ít điểm hơn thì lại chơi một cái 14 nữa. Không, không chơi. Anh thoát đi, anh thoát đi. Anh thoát nó coi như hòa. Cái gì? Thoát đi, thoát là thua. Ê, trời. Từ bên Mỹ mà gửi về Việt Nam thì mất bao nhiêu ngày? Ở bên này gần hơn. Bên này có luôn. Bên này là bên nào? Bên này là bên nào? Ghét nhau nằm nhưng vẫn này cười. Thề luôn, mình nhìn con mặt cái con này mình rất ghét. Mình nhìn mình cay đắng. Mình chỉ muốn đấm thôi. Thật. Em xem lên xem live stream mình nhá. Nói chung là nói nó khó. Cảm ơn anh Đạt. Sao Bên bị này anh gần Đạt? hơn. Cảm ơn anh Đạt vui vẻ không? Sao bị... Cảm ơn em gái quê, cảm ơn Indonesia, cảm ơn Oanh, cảm ơn Đào giày dép. Sao bị Đào giày dép. Thank you Mọi mọi người người chọn ơi, cảm màu đi ơn mọi nha người rất mọi là nhiều. người. Chọn Đạt màu mua gì? ba cái thì chắc chắn là có mình một cái rồi đó. Có cái thắng đi đã. Thắng đi rồi mình một cái. Yes. Đấy đâu ra mà mình một cái. Màu hồng hay màu đỏ đẹp hơn mọi người? Cảm ơn Annie. Cảm ơn Ngọt, cảm ơn Có những màu gì nhỉ? Màu hồng, màu trắng. Đấy, ai? Em con trai em định đi mua màu hồng. Đen. Không, màu đen xấu. Màu Em phải đỏ đi cũng em được. tìm các màu của iPhone 14. Ơi cái bọn này. Chúng mày thấy tao thua chưa, ngồi đấy mà ngồi mà cười ha 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 vậy. Chả cười chả nhẽ khóc, ngồi khóc cho anh nghe chắc. Làm gì có màu hồng. Màu đen này. Màu đen xám. Màu trắng, màu vàng, màu tím, màu xanh. Màu hồng ở đâu? Nhung hả? Làm gì có màu hồng. Đọc lại màu đi. Màu đen xám. Được chưa? Màu trắng. Màu vàng. Màu tím. Màu xanh. Cái màu gì? Màu hồng. Làm gì có màu hồng. Ơ này có cả màu da cam này. Hỏi có màu đỏ không? Nhưng mà không có, em chỉ thấy có 4 màu à, 5 màu thôi. Da cam này như là thay vỏ. Tím nhá, tím cũng được. Tím á. Thôi lại à.
Mình là mình hợp màu đỏ chứ đúng không nhỉ? Mày 94 mà hợp màu đỏ, màu đen, màu xanh lá cũng hợp nhẹ. Hợp lại còn nhẹ. Có cái khúc hợp, có khúc không ai biết được. Xem màu đỏ đây còn gì, lọc còn gì. Xám và vàng gôn. Cái gì tím chung thủy, đâu có màu tím, có màu tím không? Có. Thì hợp phải hợp nhẹ chứ, nhiều khi hợp nữa nặng nữa chứ, vì nó nặng thì không hợp. Hợp nhẹ, hợp nặng. Có mà hợp Như kim tao thì hợp màu có, trắng hợp nhẹ. đen không hợp. Cái gì? Có mệt mệt Có mà hợp kim ý. hợp kim hợp màu trắng thôi. Anh bị dở. Cảm ơn em gái quê, cảm ơn anh The Good, cảm ơn người Việt Nam 2, cảm ơn heo được. Cảm ơn Lam, cảm ơn Ngọt Ngọt, cảm ơn Jin, cảm ơn Song Ngư. Cảm ơn Tira. Cảm ơn gia đình nhà mình, cảm ơn các bạn rất là nhiều, cảm ơn các anh các chị. Thế thế thôi nhá, hòa nhá, không làm mất thằng nào đâu. Có chơi kèo nữa không? Đi về đấy. Hả? Bye nha. Ồ. Bye. Cay. Làm kèo chung kết không? Không có màu hồng, làm gì có màu hồng. Đây này, có màu đen này. Đây nha. Em gõ rất là... Đây em gõ lại cho mà xem. iPhone 14 Pro. Không, Pro Max đi. Ui này. Pro Max nhiều màu lắm. Vừa xong là... Này, đặt con đi. Màu da cam này đẹp nhỉ. Hả? Có cái nịt anh mua cho em, anh làm gì có tiền. Thế mà anh gọi em. Không, anh tham khảo ý kiến thôi. Có màu da cam này. Đẹp, màu da cam đẹp. Đẹp, màu cam đẹp. Có cả màu hồng. Màu tím nhỉ? Nhưng mà lên anh mua màu hồng đi, màu hồng đẹp. Ôi nhưng màu hồng đẹp nhỉ. Màu hồng. Đây này. À không, đây này. Màu cam. Đây này, màu 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 này này. Đỏ đỏ này này đẹp nhỉ. Đâu anh bấm vào ảnh đi. Đây. 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 Ôi, đẹp, màu này anh hợp. Đẳng cấp nhỉ. Ồ. Nhưng mà không biết nó có ra thật không. Đây có hai màu, một màu là đậm, một màu nhạt. Cái màu Thế này nó em gọi đỏ, xin mẹ em tiền đỏ không? kiểu đỏ nhạt nhạt ấy. Em gọi xin mẹ em tiền không? iPhone 14 Pro Max màu hồng cực phẩm nội diện khiến chị em thích mê. Thì anh em không được thích Màu hồng nữa. rồi. Không, màu này đẹp. Đây này. Hồng cành sen mấy cái bà này. Đây này. Màu này đẹp này. Nhá. Chứ ai mà dùng cái màu hồng cành sen này nhìn sợ ma. Thì mua hai cái cũng được, phụ thì cho ai thì cho. Tiền đâu mà mua. Anh cho em một cái đi. Anh đại gia mà. Đúng không? Anh đại gia anh mua cho em một cái. Anh em để đi đâu mà thiệt. Khiếp. Đúng không? À không. Không chơi vui thôi. Không chơi kèo. Bực dậy. Ờ thì được. Ông lại chơi kiểu mất dạy. Mày mất dạy. Này này này, có cả màu này luôn này. Sợ. Đẹp nhỉ. Đại đây mày tắt tiếng bên tao đi một tí được không? Không. Tao chửi bọn này phát. Ờ anh chửi đi. Đẹp mọi người ạ. Này. Ôi sợ. Đẹp không? Ôi chờ chờ. Hai cái đấy đi. Chọn một thôi.
Chọn một cái thôi, hai cái thì ở đâu ra? Tiền đâu ra mà chọn hai cái? Gì? Bây giờ dòng iPhone 13 mới được phát hành phiên bản màu xanh lá, cây, rừng, linh sam. Nhưng mình chưa được nhìn mặt trước của ở đây, mặt trước của iPhone 14 đây. Quả màu này được của nó đấy. Cảm ơn em gái quê, cảm ơn Hương. Cảm ơn K Ba Cót. Cảm ơn Hương Nguyễn, cảm ơn em Huế. Thank you Indonesia, cảm ơn mọi người. Nhưng mà đẹp thế. Mọi người thích màu gì? Trong ba màu đấy. 1 2 3. Cái gì? Màu đỏ, màu Màu hồng, đỏ à? tao màu trắng. À, anh mua cho em à? Ok. Thôi em màu nào em đấy. Màu nào cũng được. Gì cái bà mụ kia hồng cánh sét. Nhìn mà đẹp thế. Ui dồi này. Được nâng cấp lên 8 GB. Hồng cánh sen Thế nhá. em được nâng cấp nào? Bị điên à? Trời ơi, sao Thôi có được nói chung. comment là bốn mắt vậy? Lấy đâu ra với iPhone 14 nó 4 mắt là rơi. Chửi tao bốn mắt hay sao ấy? Không phải chửi mày đâu. Thì em có bảo là chửi em đâu, em tưởng là bảo iPhone 14 4 mắt. Đẹp. Im để hỏi ý kiến. À, quên uống thuốc đã. Này, nói chung là nhìn thì nhìn thôi, nhìn cho sướng cái mắt thôi, cho thỏa mãn đam mê thôi, tiền đâu mà mua. Nhé. Yeah. Vậy Có anh Khôi sao? anh ta. Anh Khôi anh tài trợ cho thì mua. Có khi nào mẹ bảo nào mẹ mừng tuổi Tết trước cho không? Anh Khôi. Không, chả có ấy. Hảo con. Thì bây giờ mẹ mừng tuổi thì biết làm nào? Bây giờ nhìn 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 nồi sướng chưa? Sướng. Anh gọi về cho mẹ Con điên đấy. Con này bị điên rồi, chết mất thôi. à. Nhìn là sướng rồi, kiếp hay nhìn sướng quá. Đẹp thật tí. Em nhìn trên ảnh em đã thấy khoái rồi. Wow, nhìn trên ảnh đã thấy khoái rồi. Vậy sao? Làm nào nhỉ? Nhưng mà dự kiến là ngày bao nhiêu ở Singapore có nhỉ? Bên này có sớm hơn. Bên nào? Mỹ á? Thôi có gì thông báo nhá. Đi về đây. Cái gì? Mua chia cho mỗi chị em một cái. Ừ. Kịp xu hướng. Mua thì mua cho chị cái màu tím, chị thích màu tím.